Hello, chào tất cả các vị huynh đệ. Thì bây giờ đây mời tất cả các vị huynh đệ chúng ta sẽ cùng với tại hạ chúng ta sẽ một sở thị quán cà phê ăn nhẹ ăn chơi mang tên là Hồi Đó năm 1975. Thì giống như Colorman cũng đã từng khám phá quán Hồi Đó tại Cần Thơ, thì đây ngay tại thị trấn Lái Thiêu của Bình Dương ta cũng có thể một sở thị được phong cách style Hồi Đó. Vâng, mời tất cả các vị huynh đệ. Đây là con đường cách mạng tháng 8 trên thị trấn Lái Thiêu. Đó. Thì chúng ta sẽ có một quán. Đó là Hồi Đó năm 1975. Cái thời đầy ký ức. Đó. Style rất là Hồi Đó. Đó. Bố trí được những cái bàn bán cà phê, ghế. Tay nói chung là phong cách rất là cổ. Hồi Đó. Hồi Đó này năm 1975 thì lúc đó mình tại hạ chưa được sinh ra, cho nên bây giờ chỉ có thể một sở thị lại những ký ức mà thôi. Thì mình đây sinh ra năm 1979 lận. Hồi Đó tuyệt vời không ạ? Tại Lái Thiêu chúng ta có thể thưởng thức được những món ăn cơm gà bụi nè, nước giải khát cà phê nè, check in thoải mái nè, phở. Ok, vâng, rất cảm ơn tất cả các vị huynh đệ đã cùng với tại hạ một sở thị phong cách Hồi Đó năm 1975.